Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Trần Duy Nhất. Thì hôm nay khi mà dọn dẹp nhà ở dưới là ba mình có gửi lên cho mình một cái thùng rồi các bạn. Trong thùng này có đĩa, các bạn thấy không? Trong này có những cái clip mà ngày xưa Nhất đi thi đấu á. Đây có cái giải King Cup năm 2008. Thì cái này rất là quý, đây là cái trận đấu đầu tiên đầu đời Muay Thái của Nhất nha. Còn có nhiều đĩa nữa đúng không? Bên đó thì bên cạnh đấy còn nhiều nữa đó, với nhiều nữa từ từ thì mình sẽ cho các bạn coi từ từ. Thì ngày xưa thì quay người ta chỉ quay bằng ra xong là lấy đĩa là để sử dụng thôi đó. Thì mình còn một cái tivi cũ các bạn ở đây nha, đó mới sắm cái đầu đĩa liền không? Có cái đĩa không có đầu đĩa là chết, mới chạy ra mua cái đầu đĩa 600.000 đó về. Chơi cái đĩa vô liền nha. Đó giờ các bạn theo dõi trận đấu này, là trận đấu đầu tiên Nhất đấu Muay Thái ha. Để bật lên coi sao nó không lên nữa ta, chết rồi. Lên rồi, lên rồi, lên 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 nha, lên để coi thử lại lần nữa. Nhiều lắm các bạn ơi. Hay đó, đó lên rồi nè, lên rồi nè nha. Đó, lên rồi đó. TV hơi sọc một xíu nhưng mà không sao, coi được là được, hiếm lắm, bây giờ quý lắm nha các bạn. Đó, giờ mình bỏ vô nè. Đó, nhấn play vô. Đầu đĩa này thì xịn rồi ha. Giờ xịn nhất cũng 600 ngàn rồi các bạn. Đó. Cái này là trận đấu 2 năm 2008. Rồi bây giờ thì mời các bạn theo dõi trận đấu đầu tiên Muay Thái của Nhất nha. Màn hình nó hơi sọc một xíu nhưng mà mình chịu khó xem ha, tại hình ảnh như xưa mà. ว่าวันนี้คนที่แปดมาชกคู่ที่สองแชมป์เพื่อแปดน็อกติดกำแพงกับตอมลูกจิ๋วหัวลูกดุยยก
xin được. Bạn phó đấy thì em đưa bạn phần mình vào đây rồi. Khu đi học, hai bên lát, tiếp bên lát, người mong là anh đi xuống chi. Bạn phó tiền vào đó đi rồi. Khu đi chạy, cùng người tổ lâm lan thầm lại. Không lên bên lát tiền, bạn phó đấy. Thì em đưa bạn phần mình. Thì vừa rồi các bạn đã theo dõi cái trận đấu của Nhất. Thì đó là trận đấu đầu đời của Nhất về bộ môn Muay Thái các bạn. Đó thì mình đã có một cái chiến thắng knockout ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Thì đó nó là một cái động lực của Nhất cũng như là cái nguồn cảm hứng của Nhất để tiếp tục phát triển cái bộ môn này. Và đó là năm 2008, cũng rất là lâu rồi, cũng rất là kỷ niệm. Bây giờ coi lại rất là nhiều kỷ niệm các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của Nhất. Nếu các bạn thấy yêu thích thì hãy nhấn cho Nhất một like và đừng quên đăng ký kênh của Nhất để các bạn có thể theo dõi nhiều video clip tiếp theo. Ok, bây giờ cũng khuya rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.